một không gian quán rộng rãi, bày trí theo phong cách Nhật Bản để có thể đảm bảo một không gian sống thoải mái cho những chú mèo. Mô hình quán cà phê như thế này không còn quá xa lạ đối với các bạn trẻ Hà Thành. Và cũng chính vì thế mà khách hàng đến đây cũng cảm thấy vui vẻ, cùng thư giãn với bạn bè và đặc biệt là vuốt ve, ngắm nhìn những chú mèo đáng yêu kia. Mình cũng muốn xây dựng một quán cà phê như thế này vì cái yêu thích mèo của mình từ nhỏ. Và mình muốn mang cái phong cách cà phê mèo của Nhật Bản về với Việt Nam. Hai nữa là tạo một cái không gian rộng rãi để cho cái chăm sóc mèo có thể dễ dàng và thoải mái hơn. Và thêm nữa là khi mà các bạn đến đây uống cà phê và chơi đùa với mèo thì sẽ có không gian hơn, thoải mái hơn. Những chú mèo kia giờ không còn là những vật nuôi trong nhà nữa mà dần trở thành những người bạn, giúp chúng ta xua tan những mệt mỏi, bộn bề trong cuộc sống và cảm thấy yêu đời hơn. Bình thường mình đến đây vào những ngày nghỉ và kiểu những lúc mà mình làm việc căng thẳng ấy, mình đến đây thì không gian đây nó yên tĩnh, với cả đối với những chú mèo này giúp làm cho mình kiểu thoải mái trong công việc hơn. Đấy, cho nên là mình rất thích để đến đây. Chú mèo tam thẻ của đèo chiếc vòng quả chuông to kia chính là bảo bối của cô bạn Hoài Thu. Chú là giống mèo acoustic, khác với mèo ta bởi bộ lông dài và kích thước to hơn rất nhiều. Vì niềm đam mê với mèo nên Hoài Thu hiện cũng đã là nhân viên pha chế cho một quán cà phê mèo. Mình có sở thích nuôi mèo từ bé và rất là thích. Và đến khi lớn lên thì mình có nuôi chú mèo và gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc chú mèo. Ốm đau thế nào, chăm sóc chế độ ăn làm sao, nó đi vệ sinh ngừa bãi, rồi phải dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ, rồi thời gian nó cũng qua và mình cũng học được nhiều kinh nghiệm hơn về chăm sóc mèo và bạn thành những lúc đi làm về ạ thì đây, nhìn thấy nó là đã thích lắm rồi. Cảm giác mệt mỏi tan biến thì lúc ngủ nó cũng quấn theo nữa. Từ cái sở thích đấy thì mình cũng muốn làm nhân viên ở đây luôn, nhân viên pha chế ở đây luôn. Đối với Hoài Thu, chú mèo chính là người bạn thân thiết nhất. Không chỉ với Thu mà giờ đây xu hướng nuôi mèo dần trở thành trào lưu trong giới trẻ.